Xin chào các bạn. Trong video này thì Sơn sẽ chia sẻ với các bạn về cách để tạo ra một cái landing page có tỷ lệ chuyển đổi cao và cái cấu trúc để tạo ra một cái landing page là như thế nào. Và Sơn sẽ cho các bạn xem một cái giao diện mẫu landing page mà Sơn sử dụng ở đây. Và qua cái mẫu landing page này thì Sơn đã thu hút được đâu đó khoảng hơn 15.000 email danh sách khách hàng rồi. Và nó đối với Sơn thì mình thấy rằng nó đơn giản. Tuy nhiên rằng nó có tỷ lệ chuyển đổi cao. Cái landing page ở đây thì nó khác so với một cái trang sales page như Sơn đã chia sẻ với các bạn từ trước đó. Nó chỉ có mục đích đó là thu hút danh sách hàng thôi, nhưng chưa chưa có mục đích là để bán hàng. Đấy thì các bạn phải nhớ cái ý nghĩa của nó. Các bạn thu danh sách khách hàng để làm gì? Có phải là các bạn sẽ chăm sóc khách hàng và sau đó các bạn mới đưa ra cái lời mời để chào hàng, đúng không ạ? Thì cái cấu trúc để tạo ra một cái landing page có tỷ lệ chuyển đổi cao là gì? Thì chia sẻ với các bạn một cái đơn giản nhất. Thực sự ở đây á, qua rất là nhiều lần Sơn tạo ra một cái landing page và mình đã đo lường sự hiệu quả thì mình thấy rằng landing page càng đơn giản và càng nói rõ ra được cái ưu điểm và cái tính năng hay là về một cái nổi bật nhất về cái mà bạn đang trao, đang gửi cho khách hàng thì nó sẽ dễ dàng đưa ra cái tỷ lệ chuyển đổi cao hơn là một cái trang landing page có nhiều chữ, nhiều thông tin. Và làm sao đó các bạn tạo ra cái landing page của các bạn nó có cái sự đơn giản nhất có thể. Và nó sẽ có hai dạng. Một là nếu như bây giờ các bạn tạo ra landing page để các bạn chỉ thu hút cái danh sách hàng ở đây và họ không cần phải đi di chuyển đâu cả. Họ có thể ngồi tại chỗ để họ có thể nhận được cái miễn phí cái này thì nó sẽ dễ làm hơn rất là nhiều so với việc là bạn tạo ra một cái landing page và mà các bạn mời họ tới một cái hội thảo hoặc các bạn mời họ tới một cái showroom. Đó thì ở đây Sơn đang tạo ra một cái landing page để dẫn dắt khách hàng nhận cái tài liệu online nên nó Sơn làm rất đơn giản. Nhưng cái đặc biệt ở đây là làm sao đó để các bạn có thể là sử dụng cái đồng hồ đây nó chạy ngược lại để họ cảm thấy rằng ồ sắp hết thời gian rồi, sắp hết thời gian rồi. Và đây là cái bí mật mà Sơn đã chia sẻ với các bạn nhé. Rồi làm sao để các bạn có thể là nhìn thấy được cái ô đây nó cứ chạy đây đã chạy đây để nó để người ta cảm thấy gấp rút và đang cảm thấy là có người đang đăng ký cái này rồi. Dĩ nhiên rằng cái này là mình cũng phải tạo ra nó uy tín thực sự từ những cái người tên thật nhá, hay là những cái ô chat này họ có thể chat trực tiếp với mình, có thể gọi điện thoại qua cho mình, có thể là nhắn tin qua Zalo trực tiếp qua cho mình cũng được. Đó thì làm sao để các bạn có thể là tạo ra một cái landing page nó hoàn chỉnh như vậy và với cái tỷ lệ chuyển đổi cao. Ok, thì Sơn sẽ chia sẻ với các bạn về cái cấu trúc mà Sơn đang làm hoặc là một vài những cái landing page giả sử. Sơn sẽ chia sẻ với các bạn từ cái đơn giản nhất trước, sau đó thì Sơn sẽ chỉ cho các bạn cái tư duy để làm sao các bạn có thể làm ra một cái cấu trúc landing page nó phức tạp hơn. Để làm ra cái này thì đâu đó thì mình đã mất tiêu tốn khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi. Không, 1 tiếng đồng hồ. Thực ra làm cái giao diện này thì nó dễ, nhưng làm thêm 1 tiếng đồng hồ đây là mình thử, mình testing, mình gửi cho một số người bạn của mình để xem nó có ok chưa, hay là mình gắn gắn cho nó vào cái email tự động nữa đó, nên nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Nếu như các bạn chỉ cần nó sử dụng cái này, các bạn có thể chuyển đổi nó về một cái form thông tin thôi, là cái Google Form nó cũng được thì nó sẽ dễ hơn cái mà Sơn làm rất là nhiều nhá. Rồi thì Sơn chia sẻ với các bạn về cấu trúc này. Cái cấu trúc đầu tiên là các bạn cần phải có một cái tiêu đề. Một cái tiêu đề, và cái tiêu đề đây là tiêu đề càng hấp dẫn thì càng tốt. Và nếu như ở đây Sơn không có chia sẻ về cái cách để viết tiêu đề, Sơn không chia sẻ về cách viết tiêu đề. Bạn có thể hoàn toàn mua một vài cuốn sách về viết tiêu đề hoặc là tham dự một vài về lớp học về viết content bán hàng thì các bạn sẽ học được cách để viết tiêu đề. Ở đây Sơn chỉ nói cho các bạn đầu tiên, cái cấu trúc của một cái landing page là bạn cần phải có một cái tiêu đề hấp dẫn. Tiêu đề hấp dẫn, và cái tiêu đề này thì các bạn phải nhớ là nó phải lớn, kích thước nó phải lớn để nó ngay khi mà người ta mở cái trang landing page lên nó đập vào mắt người ta rồi, nó đập vào mắt người ta và người ta nhìn thấy ngay cái tiêu đề này đầu tiên. Thì các bạn phải đưa ra cái tiêu đề này lớn bằng chữ in hoa, các bạn nhớ nhá, tiêu đề lớn bằng chữ in hoa và nó phải thể hiện rõ cái đặc điểm nổi bật của cái điều này. Giả sử bây giờ Sơn đang dạy về khóa học về Clickbank ở trên online, kiếm tiền online. Và cái khóa học này thì Sơn sẽ dạy cho các bạn đó là tạo 1.000 đô la thu nhập đầu tiên từ online và các bạn sẽ được nhận nó miễn phí. Thì Sơn sẽ đưa ra cái ưu điểm đầu tiên để đập vào mắt ngay đầu tiên là người ta sẽ nhìn thấy là
miễn phí và tạo được $1,000 đầu tiên. Sau sau đó thì lúc này mình mới nói ở phía bên dưới chi tiết hơn một chút. Đó, lúc này qua cái phần bước số 2 đó là mình sẽ nói nêu chi tiết hơn. Nếu có thể là bạn có thể là nêu chi tiết hơn về cái nội dung để các bạn đã khẳng định lại ở cái phần tiêu đề, hoặc là bạn có thể nói lên một vài những cái ưu điểm mà người ta sẽ nhận được, những cái giá trị mà người ta sẽ nhận được là gì. Thì ở đây là Sơn sẽ nói rằng là tặng bạn chọn bộ một cái video và hướng dẫn bạn từng bước để tạo ra hàng nghìn đô la thu nhập trực tuyến không cần kinh nghiệm trước đây. Đấy, thì đây chính là cái ưu điểm, và mình cố gắng làm sao cho ưu điểm này nó ngắn gọn, nó đơn giản càng tốt. Đó. Và các bạn nhớ là cái landing page này thì mình không có quá nhiều trang này, kéo lên kéo xuống là không có được rồi, nó chỉ có một trang duy nhất này thôi, nên sẽ không có mất đi cái sự chú ý, không có bị sao lãng họ. Đó. Họ sẽ tập trung 100% vào cái trang này. Đó. Sau đó thì mình sẽ kêu gọi hành động tiếp theo này. Đây là mình đã nói là chi tiết hơn này, thì trong phần chi tiết hơn này, đây là các bạn sẽ phải nhớ là các bạn chi tiết hơn về điều gì. Chi tiết hơn về ưu điểm sản phẩm, hoặc là ưu điểm một cái sản phẩm, một cái quà tặng mà các bạn muốn tặng cho họ, hoặc là cái đặc điểm nổi bật, cái đặc điểm nổi bật, cái công năng hay nhất mà các bạn muốn truyền cho khách hàng. Rồi sau đó tới cái phần số 3 đây, là lúc này là mình sẽ kêu gọi hành động. Nên khi mà các bạn đã làm ra một cái landing page đơn giản đó, thì cái cấu trúc nó dễ làm, nó dễ thực hiện để các bạn là người mới, các bạn làm được ngay. Thì đối với Sơn á, Sơn đã từng làm ra những cái trang mà nó rất là dài rồi, nhưng đôi khi nó không có hiệu quả, bởi vì người ta không có khái niệm là người ta sẽ đọc hết một cái trang dài ngoằng của mình, trừ khi đó là trang bán hàng thôi. Còn cái trang mà chỉ thu hút danh sách khách hàng, các bạn cố gắng làm ngắn gọn lại. Không, và đặc biệt nếu như các bạn tặng cái sản phẩm này qua online, họ có thể dễ dàng nhận được qua email, hoặc là làm một cái đường link, hoặc là một cái ebook, thì các bạn nên làm ngắn gọn. Rồi sau đó thì Sơn sẽ kêu gọi hành động này, thì Sơn sẽ kêu gọi hành động là chỉ cần điền email của bạn vào dưới đây và tôi sẽ gửi bài học cho bạn. Thì đây là một cái lời kêu gọi hành động, và trong cái lời kêu gọi hành động á, thì nếu như mà hay hơn nữa thì các bạn nên có một vài cái ngôn từ á, mà nó thể hiện là họ phải làm ngay, nên các bạn sử dụng một cái từ là ngay, in hoa lên, hoặc là ngay lập tức, ngay bây giờ, ngay lúc này, hoặc là những cái câu kêu gọi hành động nó mang tính chất là gấp rút, là để họ nhanh chóng đưa ra quyết định. Tại vì đôi khi họ, nếu như mà họ cảm thấy rằng ồ cái này nếu như mà không cần phải ngay thì họ có thể quay lại sau cũng được, thì lúc đó họ thoát đi mất tiêu rồi. Thì các bạn nhớ là các bạn phải sử dụng là kêu gọi hành động là nó phải mang tính chất là nó phải mạnh mẽ, nó phải là có cái từ khóa đó là ngay. Ngay lúc này đây, ngay bây giờ, bấm vào đây. Đó, các bạn sử dụng những cái từ khóa đó, bấm vào đây. Bấm vào liên kết này, bấm vào cái ô màu vàng. Đó, các bạn kêu gọi hành động, nhưng các bạn nhớ này, kêu gọi hành động nó phải rõ ràng. Tất cả nó phải rõ ràng đó. Kêu gọi hành động nó phải rõ ràng. Thì đó là cái cách mà Sơn làm. Đây các bạn nhìn thấy không? Kêu gọi hành động này, vào lớp học ngay. Lúc nào mình cũng phải có cái từ ngay ở đây, hoặc là ngay bây giờ, ngay lúc này. Bấm vào cái ô này, mình kêu gọi nó rất là rõ ràng. Rồi tiếp theo này, trong cái phần landing page đây thì mình có những cái gì nữa? Mình có cái đồng hồ chạy ngược này. Đây bây giờ mình refresh cái trang này cho các bạn xem nhé. Cái đồng hồ này nó sẽ được lập thiết kế là cứ 4 phút thì nó chạy, người ta sẽ cảm thấy là ô chết rồi, còn có 4 phút nữa thôi, không cái trang này nó sẽ đóng lại, còn 4 phút nữa thôi, không còn đóng lại. Đấy. Nó sẽ chạy lại. Được không? Nó chạy ngược lại. Đó, thì bây giờ mình sẽ thêm nữa vào, đó là cái đồng hồ chạy ngược. Đó, nên ở đây chính là một cái cấu trúc, thì khi mà cứ cần cái gì là mình sẽ ghi vào cái cấu trúc này để nó giống như một cái checklist cho các bạn, để đến cuối cái landing page mình sẽ kiểm tra lại xem rằng ồ mình đã đầy đủ nó hay chưa. Đó, tiếp theo này các bạn cần phải có một cái nữa, đó là cái số lượng giới hạn. Đây là một cái điều rất quan trọng, nếu như các bạn không để cái điều này thì cái khả năng chuyển đổi nó sẽ bị thấp lại, bởi vì họ thấy rằng ồ cái này thì chắc là ai cũng nhận được. Nhưng mình nói rằng cái số giới hạn số lượng là 100 người thôi, và chỉ còn 27 suất cuối cùng, bởi vì đã có 73 suất đã đăng ký trước rồi. Thì các bạn cần phải đăng ký đi. Đó, các bạn phải liệt kê vào nhé. Số lượng giới hạn. Số lượng giới hạn, hạn chế cái số lượng lại. Cho dù bạn có thể là có 1.000 cái phần quà tặng miễn phí, nhưng bạn nó nói
cái số lượng nó vừa phải thôi, nó ít thôi, thì họ sẽ cảm giác trân trọng hơn. Nên cái việc gọi là của cho nó sẽ không bằng cách cho là như vậy, được chưa? Các bạn hình dung không nào? Rồi tiếp theo trong cái phần checklist này của Sơn, Sơn sẽ có một cái gọi là cái notify ở đây. Notify ở đây cái mục đích để thông báo cho biết rằng có ai đã đăng ký cái này rồi và có bao nhiêu phút trước họ đã đăng ký thành công, thì để họ cũng cảm thấy rằng ồ, đã có người đăng ký trước của mình rồi thì mình phải đăng ký ngay bây giờ, mình phải đăng ký ngay. Thì đó là những cái rất là đơn giản thôi đó, để nó gia tăng tỷ lệ chuyển đổi lên, nó gọi là notify, một cái thông báo đã có người đăng ký thành công, thì họ sẽ tự hiểu rằng mình phải là người tiếp theo, tôi phải là người tiếp theo đấy. Hay là tiếp theo đây, đây này có một cái ô khác nữa, nó là ô chat với mình đó. Cái này gọi là ô chat social các bạn. Cái này thì nếu ở trong landing page thì mình cũng không nhất thiết là phải thêm đâu, không nhất thiết phải thêm đâu, nhưng lúc trước mình đang test cái ô này, còn các bạn không thêm cũng được, không sao cả, bởi vì mình thấy cái ô này thì nó cũng không có giúp mình gia tăng tỷ lệ chuyển đổi. Và thứ hai á, là khi mà các bạn có được quá nhiều danh sách khách hàng thì họ cứ nhắn tin cho bạn rất là phiền đó, trừ khi đây là trang bán hàng thì họ nhắn tin hoặc là họ hỏi để mua hàng thì nó dễ. Còn cái trang này nó thu hút nhiều khách hàng lắm, nó thu hút rất là nhiều mà các bạn cho họ liên hệ với các bạn là các bạn có thể là ngộp trong thông tin, các bạn sẽ trả lời không kịp. Nên đôi khi các bạn nhắn tin cho Sơn mà không thấy Sơn rep đi hết là Sơn đang ở trong trường hợp là bị ngộp trong thông tin đó nha, các bạn thông cảm nhá. Rồi để Sơn refresh lại cái trang này cho các bạn nhìn thấy này, các bạn chờ này khoảng 5 giây thì nó hiện lên một cái thông báo. Cái này Sơn nó gọi là một cái pop up, cái thông báo này để người ta sẽ không có thoát ra. Thì có thể là họ đọc cái này xong rồi, đọc cái tiêu đề của Sơn xong rồi mà người ta vẫn chưa đưa ra quyết định, thì tự nhiên cái pop up này nó nhảy lên và nó thể hiện một cái thông tin nữa: chờ đã đừng có thoát ra, chỉ cần mất 5 giây thôi. Sơn nói cho họ chỉ cần mất 5 giây thôi để điền thông tin bên dưới và họ sẽ được nhận 100% cái thông tin này nếu như điền họ tên, email và hoàn tất đăng ký. Thì cái này Sơn gọi nó là cái pop. Cái chi tiết với cái cách làm thì Sơn sẽ nói sau, Sơn hướng dẫn sau, nó dễ làm lắm các bạn. Bởi vì khi mà các bạn vào cái giao diện của landing page đây, các bạn đã chọn đại một cái mẫu, mà thường thì Sơn nó chả có chọn cái mẫu của nó nữa, Sơn nó tự tạo được một cái trang trắng đó, bởi vì Sơn nó có kinh nghiệm Sơn làm rồi thì Sơn tạo được một trang trắng luôn. Sơn sử dụng cái trang trắng này, sử dụng trang trắng có nghĩa là mình vào cái trang đó thì chả có cái gì hết, chả có thông tin gì hết, thì mình đã tự tạo được cái trang riêng của mình. Còn nếu như bây giờ bạn là người mới thì các bạn có thể tạo ra một những cái giao diện mẫu ở đây. Lâu lâu Sơn mới dùng cái giao diện mẫu mỗi cái section thì Sơn hướng dẫn cho các bạn sau đó. Thì ở đây, đây là một cái cấu trúc để các bạn tạo ra một cái landing page. Đây có thêm một cái nút bấm nữa nhá, nút bấm đó là cái này này, nó ô màu vàng ở đây này. Thường cái nút bấm là mình sẽ đặt nó là cái ô màu vàng cam thì nó sẽ dịu mắt hơn, nó sẽ có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn, bởi vì đây là người ta đo lường rồi và mình cũng không có cãi lại nữa. Có nhiều người thích cái để màu xanh, xanh lá chuối hoặc là xanh lá trời, thì mình nghĩ rằng cái tỷ lệ chuyển đổi để người ta click vào cái ô đó thì nó lại không cao bằng cái này. Nhưng ở đây thì đó là mình học được từ những người thầy của mình thôi, những người thầy mình chia sẻ lại như vậy. Và nhiều khi mình cũng hay xem những cái mẫu landing page đó, của những người mà bán hàng tốt đó, thì họ sử dụng cái màu này thì mình sử dụng màu này, thế thôi, không có gì hết nhá. Bạn tùy, bạn có thể là đo lường đó. Marketing là đo lường mà đấy. Thì đây là một cái cấu trúc mẫu để các bạn tạo ra một cái landing page có tỷ lệ chuyển đổi cao. Thì nếu như các bạn thấy cái này cần, nó thiết đó, các bạn đó, thì các bạn chụp màn hình lại hoặc là các bạn hãy ghi chép nó lại để các bạn sau này khi mà các bạn muốn tạo ra một landing page thì các bạn cũng đã có một cái cấu trúc hoàn hảo để các bạn tạo ra một cái landing page cho mình rồi. Còn ở đây đằng sau cái giao diện của nó thì khi mà khách hàng đã nhập tên và email vào, sau đó họ hoàn thiện cái email này vào rồi thì họ sẽ được nhận chuỗi email tự động nữa đó, hoặc là các bạn sẽ quản lý cái danh sách, cái data này như thế nào. Thì ở đây cái phần cuối cùng đây là các bạn phải quản lý danh sách data đó. Thì cái này thì mình sẽ hẹn các bạn một cái video sau để các bạn có thể là liên kết nó vào cái chuỗi data của các bạn. Nó đơn giản nhất là các bạn sẽ chèn nó vào Google Sheet đó, hoặc là nếu như bây giờ các bạn siêu hơn, cao thủ hơn thì bạn ấy lấy email của họ và các bạn gửi email tự động. Thì đây là hai trường phái rồi. Nếu như các bạn học riêng với cái này thôi á
thì nó là một cái khóa học ở bên ngoài kia, các bạn phải học hết 3 ngày. Còn cái này thì nó làm được ngay và luôn, được chưa? Rồi thì video này Sơn sẽ đóng lại từ đây. Nếu như bạn thấy video này có hữu ích thì đừng quên bấm nút like, comment phía bên dưới nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi nào nha, và đăng ký kênh YouTube của Sơn để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Chuỗi video tiếp theo Sơn sẽ còn chia sẻ tiếp cho các bạn về cách để các bạn tạo được một landing page thành công. Ok rồi, bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.